Hello Cường Nguyễn, chào cả nhà đã trở lại với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày thứ tư 22 tháng 6 2022. Hiện tại Cường đến đây là 9 giờ 55 phút sáng. Hôm nay Cường quay trở lại đây để tiếp tục cập nhật và chia sẻ cho cả nhà về cái công trình Metro Bến Thành Suối Tiên tuyến số 1. Tuy cách đây 3 ngày Cường có đến đây để chia sẻ cho cả nhà về cái công trình này, nhưng mà Cường muốn chia sẻ lại cho cả nhà để tiếp tục xem hàng ngày các công trình này nó như thế nào và diễn biến sẽ ra sao để cho cả nhà nhìn thấy rõ về tình hình ở đây. Cường sẽ tiếp tục đi các con đường của các công trình này để cho chia sẻ cho cả nhà xem nhé.
Đầu nãy á.